Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. Hotel Tiran. Let's go. Ok, let's go. Oh my gosh. Okay. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai, Solid Bomb 2. Yeah.
disco. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh thứ 3, Pink Eye, Chapter 7. We are almost out of here. That needs to reach a lister. Don't worry, Bunny. We're wasting out up here. Okay, let's go. Yellow, okay. Ta từ trong này xuất hiện ra, tài thật, mình không nhìn thấy quả đấy luôn, kinh dị thật. Ok, quả này đi thì các bạn phải để ý một chút nhá. Đây rồi, vào ring. Cho ông ta đang ở gần đây, mình sẽ tìm chiếc chìa khóa tiếp theo. Ok, let's go. Đây còn một đồng xu thì các bạn mới lấy được cái đăng ký này.
4 đồng xu cơ. 3 hay 4 đồng xu. Đủ đồng xu thì mới mở được. Wow. Ok. Oh my gosh. Rồi tiếp tục cho vào trong này. Ok. Đây là một chiếc chìa khóa màu trắng. Rồi, let's go. Oh my gosh. Đó, các bạn cứ mở hết chìa khóa ra rồi tẩu thoát ra ngoài này. Ở đây thì có một cánh cửa, chìa khóa màu trắng, và các bạn phải đi tìm một chiếc búa là các bạn sẽ hoàn thành được game. Và chiếc búa đó nằm ở đâu mình sẽ phải đi tìm. Ok. Chết rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ tư, The Rouse Master. Thank you.
Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Shortcut video game 2. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Platinum Pro. Ok, hai vé thứ hai đi, quick match. Let's go. Solo 22. Mình cho anh chàng này ra trước. Oh my god, sức là đau luôn. Thank you.
Ok, bắn rồi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Siren here. Let's go. Level 1. Wow. Trong này là một nơi rất là nguy hiểm và kinh khủng. Ở đây thì các bạn có 1 phút để tìm. Không biết có sang ở đây không? Oh my gosh, chết rồi. Let's start lại xem nào. Ok. Thế thì đi đâu bây giờ? Hay là vào con thuyền đây? Con thuyền này không đi đâu. Sao mày không biết có gì không? Giải mã của tựa game này thì nó như thế nào? Mình vẫn chưa tìm được ra cái giải mã của tựa game này, phần 1. Wow, không hiểu sao lại vẫn rơi được xuống biển mà chết được cái tài chứ. Rồi, mình sẽ nhảy đến đây xem nào. Vào trong một căn nhà. Vào trong một căn nhà. Bị lỗi rồi. Oh my gosh. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Big guy. Rồi mình sẽ hóa thân là một anh chàng Big Guy rất là hiền hòa, lành. Thì ở trong này sẽ có một cô làng Big Guy biến thành quỷ Satan. Let's go. Flank. Ở đây có một tấm gỗ nhặt luôn. Đọc ở đây. Bà ta le rất là nhanh. Cách cây. Lùng cây. Lừa cho ông ta đi xung quanh, sau đó thì các bạn sẽ tìm cách để mở khóa. Mở cốt. Ok, let's go. Okay.
Rồi các bạn đặt cái này vào đây. Chưa đặt được rồi. Oh my god. Sau đó thì phải đi tìm tiếp. Không biết có kịp không. Các bạn phải tìm thêm một cái nữa để các bạn mở cái này ra. Không biết cứu sống có chết không. Không đi đâu. Ok. Yeah. Đó, sau đó các bạn sẽ tìm thêm. So, ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.